Sầu riêng cơm vàng hạt lép, chín cây thơm vớt đi bà con ơi. Sầu riêng bao ăn, nếu bị sượng bị lạc thì một đổi một nha bà con ơi. Cô hai. Ủa anh Tư, anh mới xuống đó hả? Dạ tôi mới xuống. Anh xuống mua sầu riêng phải không? Phải. Chàng ơi, anh ở tuốt Sài Gòn á, nếu anh đừng bụng sầu riêng em bán, sao không mua vài chục trái để ăn cho lâu, đỡ tốn công anh chạy lên chạy xuống không? Mua vậy sao có cớ gặp được cô? Hả? Anh Tư nói sao? Không, tôi không có nói gì đâu. Ý tôi muốn nói là sở dĩ mà tôi mua một lần hai ba trái như vậy á, là tại vì Tại vì sao hả anh Tư? Tại vì tôi thích Thích gì? Tôi thích tôi thích chạy tới chạy lui cho nó thoải mái vậy mà. Té ra là như vậy. Cô hai ơi, thật ra hôm nay tôi xuống đây á là muốn hỏi cô hai một chuyện. Hỏi một chuyện? Anh Tư muốn hỏi gì anh Tư hỏi đi. Chuyện nào em biết á thì em trả lời, còn không biết á thì... Tôi muốn hỏi cô hai á là... Này cô em bán sầu riêng, sầu riêng em bán chứ tình duyên thế nào? Em thời có bán anh mùa, dù cho mời bay nhà lầu xe hơi. Sầu riêng em bán rồi bao, vì ăn không béo tới đây em sẽ đền. Ai nỡ đền? Em đền tám trái cho anh, còn tình duyên em để trao người mua duyên. Thì anh đi mua duyên nè. Em ơi, bao đêm anh không ngủ được. Sầu riêng quá nóng, hay lòng anh nhớ ai? Nhớ cô em bán sầu riêng. Trời đất ơi, đẹp như tiên đó, cho lòng anh tương tư. Anh Tư nói là anh đã... Không hiểu sao từ lúc gặp gỡ cô hai, tim cứ luôn u hoài, thao thức bao đêm dài, ngồi thơ thẩn nhớ ai ngày nào. Nơi đây sơ giao một lần mà ân tình vẫn dương đầy vơi. Sao lạ vậy anh Tư? Tôi cũng không biết thì sao nữa. Anh về nơi này xin mời anh mua trái cây đường mùa, sầu riêng chán chưa quê. Tôi trao gửi ai bao lời, mong đường đời có nhau ngày sau. Hương trái cây ngọt ngào, lời ai làm xuyến sao lòng ta. Cô hai nói vậy có nghĩa là đường nhân duyên lòng phong ba, khiến xuôi bến thuyền chiến xa. Không đâu, ân tình không hề phôi pha, hai chúng ta không rời xa nhau. Sầu riêng đây, sầu riêng cơm vàng hạt lép, chín cây thơm vớt đi bà con ơi. Tiếng chuông điện thoại của tôi đó. Dạ con nghe nè mẹ. Hả? Mẹ nói sao? Dạ con về liền. Dạ. Anh Tư, anh không lấy sầu riêng sao? Anh Tư. Bao ngày qua tha thiết mong chờ, người như cánh chim xa mơ, một mình bơ vơ ngỡ nơi này.
sầu len nghe vào. Cô Hai, sao cô Hai bỏ tôi mà cô Hai đi lấy chồng vậy cô Hai? Mà cũng không thể nào trách cô. Tôi với cô có là gì nhau đâu, chỉ có tôi thương thầm nhớ trộm cô thôi. Lần này về đây định tỏ bài tình cảm với cô á thì dài. Hàng em sầu riêng ai bán, chứ em đâu mất rồi. Hai người bán mới cho hay, là em đi lấy chồng vừa hôm qua. Sầu riêng anh đã mua rồi, tình duyên em bán cho người đành sao. Bao đêm thức trắng mơ màng, sầu riêng gái đã đâm vào tim đau. Để bao đêm trắng mơ màng, sầu riêng gái đã đâm vào. Cô có duyên mà không có nợ, nên trời cao khiến xui cho hai ta một lần gặp gỡ. Để lòng tôi vương mang nỗi niềm thương nhớ, rồi lại bắt chia xa cho gian dở. Rụng rơi làm tê tái cõi lòng. Thời gian xa nhau tôi cứ luôn mong đợi, đợi ngày về lại nơi này để trao gửi lời yêu. Nay cô đi rồi sớm chợ quạnh hiu, tôi đứng ngẩn ngơ giữa trời chiều nhạt nắng. Muốn quay đi mà bước chân nặng trĩu, tâm tư chợt nghe vương vấn u sầu. Ai sầu riêng không? Ủa, tiếng của ai giống tiếng của cô Hai quá vậy? Sầu riêng cô ôm vàng hạt lép chín cây đông bước đây. Đúng là tiếng rau này rồi. Ủa, anh Tư. Cô Hai. Ủa, sao hôm nay nhìn mặt anh Tư bí xị vậy? Chứ cô đi theo chồng, sao tôi vui được? Em đi theo chồng. Ừ. Ai bảo với anh Tư á, là em đã theo chồng. Đó, hai cô đó đó. Trời ơi, họ ghẹo anh đó. Ủa, nói vậy là cô chưa lấy chồng thiệt hả? Dạ thiệt. Vậy mà tôi tưởng cô đi lấy chồng, làm tôi buồn muốn thúi ruột luôn vậy đó. Tôi muốn ăn sầu riêng cho thiệt nhiều, cho nóng, cho nổi mụn, cho hết đẹp trai luôn, rồi tự hủy hoại nhan sắc luôn. Trời. Trời đất ơi. Giả sử em đi theo chồng thì có liên quan gì tới anh Tư đâu á, mà anh Tư buồn. Sao không liên quan? Tôi buồn là bởi... Bởi sao vậy anh Tư? Bởi vì tôi thật lòng, thật lòng thương cô. Muốn mai đây ta nắm tay chung đường, cùng nhau chia vui buồn, ngọt bùi cay đắng. Lời nói của ai nghe đắm say tuyệt diệu. Không biết là cô Hai có yêu
Em sao? Mỗi lúc gặp anh Tư, em cũng nghe lòng xuyến xao rung động. Hả? Rung động hả? Nhưng mà em sợ. Em sợ gì? Em sợ mình chỉ là kẻ yêu đơn phương và âm thầm đắp xây mộng ước. Bởi anh là kẻ giàu sang, nhà cao cửa rộng, còn em chỉ là cô gái thu quê chân lắm tới chơi, miệt mài lao động thì có thể sống bước cùng nhau kết nghĩa cao trâu. Vì vậy nên em dấu chặt trong tim ước mộng ban đầu, thà vậy mà đỡ sầu đỡ tuổi, chớ yêu rồi mà lỡ làng thì suối lệ đầy chơi. Cha mẹ của anh á cưng anh lắm em ơi, thấy anh thích chỗ nào á hả là chịu liền chỗ đó à. Tình anh không tham sang phụ khó thì em mong đó già đây gắn bó trọn đời. Em đồng ý rồi hen. Vậy lần này anh về, mẹ cha hai bên giáp mặt, ta cận kề hôm xóm bên nhau. Như dây trầu quấn quýt thân cao, tình yêu ta đó không phải màu sắc son. Vậy là lần này anh về đây không có uổng công rồi. Dạ. Mình sắp thành vợ thành chồng rồi hen. Dạ. Ủa em, sao em không bán sầu riêng ở sạp mà lại gánh quan gánh như vậy? Dạ, bán ế lỗ vốn nên sang sạp luôn rồi. Vậy nữa anh đầu tư cho em cái sạp mới ha. Anh hứa rồi đó nghe. Anh còn hứa với em nhiều nữa kìa. À thôi em à, trời cũng trưa rồi, mình về nha em. Dạ mình về anh. Hát hay quá à. Mèn ơi, anh hai, chưa chờ chưa chợt rồi á, mà anh chưa về nhà sao? Chưa. Anh đợi ai hả? Đâu có đợi ai đâu. Ý, mà có. Anh đợi ai dạ? Anh đợi anh đợi em hả? Ừ. Mèn ơi, mần xong việc á thì anh về đi, đợi em chi? Đợi để nghe Út hát nè. Em hát dở gần chết à, mà anh cũng chịu khó nghe nữa ha. Đâu có, Út hát hay y như là nghệ sĩ vậy á. Thiệt hả? Anh thích nghe Út hát dân ca lắm. Thiệt hả anh? Thiệt mà. Út biết không, không hiểu sao mỗi lần á nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời trưa bóng dừa, hẹn hò nhau tình quê hai đứa.
lâu nay muốn qua thăm em, nhưng ngại gì cậu trẻ lắc léo. Tháng ngày tuổi đời trôi theo, níu chân nhau bạc thêm mái đầu. Còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu, đường về hai thôn cách xa. Tóc em hương đậm đà, đường về hai thôn cách xa. Con cơn gió chiều nhớ mùi tóc em hương đậm. Gì đó Út Tiên? Em có một thắc mắc. Thắc mắc chuyện gì? Út Tiên nói đi. Em thắc mắc là không hiểu vì sao anh cứ hay chặn đường đón ngõ người ta, rồi cứ nói gần nói xa mà không dám mạnh dạn nói ra điều mình muốn nói. Vì vậy mà đó với đây vẫn chưa được chung đường chung lối, vẫn đơn độc lẻ mà đâu có dám nói gì đâu. Dù từ lâu lòng này đã in sâu bóng hình ai đó, thấy anh chiều chiều hay xa ngõ ngõ mong, phải chăng anh muốn gửi lòng theo nước rồng nước lớn? Út Tiên hay quá. Đúng rồi á, nhưng mà chỉ đúng có một phần thôi. Ủa, té ra anh hai còn ý gì khác hả? Ừ, anh hay dòm qua bên kia sông coi người ta có ở bển không. Nếu mà thấy người ta đi ra đi vô quét sân, xách nước thì đằng này yên bụng yên dạ rồi. Mèn ơi, anh hai làm em cảm động quá chừng à. À, mà nếu mỗi lần anh hai dòm qua bên sông á mà không thấy em á thì sao? Mỗi lần mà không thấy Út ra đồng cày cấy hang, rồi dòm qua bên kia mà không có thấy Út Tiên hát, Út Tiên hò á, thì sao nè? Thì cái lòng này, lòng của anh hai mần sao? Lòng chợt buồn mênh mông, dáng xưa tan theo giấc mộng. Chắc người đã bước sang sông, đang mùa lúa trổ đông đâu. Làm sao em quên những ngày khi mới quen tên, bên góc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu đương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gửi bao nỗi nhớ. Nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ, chiều nghiêng nắng đổ. Về quê em phù sa bát ngát, tình mình dù ngăn cách sông chớ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ anh sao nghẹn lòng. Ủa, sao mỗi lần nhớ đến anh Út thấy nghẹn lòng vậy? Tại vì tức á. Sao tức? Thì bắt người ta này chờ hoài mà không thấy người ta đó ngỏ lời. Có à nghe, có ngỏ lời chứ bộ. Bữa ở góc đa ven đường đó,
anh ngỏ lời mà Út cứ làm thinh hoài á, nhớ không? Thì tại vì hồi đó người ta mắc cỡ. Vậy rồi cái từ đó đến nay anh im re luôn. Nếu Út nói vậy á thì... Thì sao nè? Thì Út Tiên ơi, từ giây phút này đây, ở tại nơi này anh sẽ tỏ bài cùng ai với nỗi niềm thương nhớ. Để hai bên sông không còn cách trở, để hết Tết ra duyên mình nên vợ nên chồng. Hỏi rằng em ơi, em có bằng lòng? Em bằng lòng theo anh, ta cùng nhau sống tới đoạn đông. Tình như con nước mãi không dời, dù đời cay đắng mưa nắng ngày đêm cần lao, vẫn bên nhau tình chẳng phai màu. Lời thương gửi trao men tình ngào ngạt như tóc mà non thôn ngái thì chung tình. Như vậy là Út đã bằng lòng làm người yêu của anh rồi, phải không? Người ta mới trả lời tức thì đó. Như vậy là xong mùa lúa này, ra duyên anh sẽ... Anh sẽ làm gì? Anh sẽ... Sẽ làm gì? Mang cao trầu sang bên nhà cầu thân, cho hai bên sông thôi cách ngăn đôi bờ. Mình thôi mong chờ, thôi thẫn thờ như thương. Một nắng hai sương, 400 vườn ruộng tơ lòng vẫn vương qua tình nghe thương. Bao năm đơn phương ôm thương nhớ đầu đời, nay mình trao gửi lời hẹn thề sắc tinh. Mây in mặt nước lung linh, như đang tô điểm cho chuyện tình đôi ta. Dòng đời mãi mía trôi qua, những hương tình ấy chẳng phôi pha trong đời. Anh ơi, mai mốt đây dù khổ cực trăm bề, thì nơi làng quê vẫn bên nhau cận kề. 400 ruộng trước vườn sau, càng gian lao vất vả càng thấm màu sắc son. Nhà anh với nhà em cách nhau một dòng sông, mai mốt một đám cưới á, anh chèo ghe qua bên kia sông rước dâu cái gọn hơ luôn. Chưa chi mà tính chuyện đám cưới hoài, tại nôn làm người ta ngại muốn chết à. Út, đợi anh với. Nè, chạy chậm chậm thôi, coi chừng té, coi chừng té đó. Sáng nay con gì nữa gái mà ngộ quá vậy ta? Cái tiếng này là không phải tiếng con gà, không lẽ tiếng con vịt? Ủa mà con vịt nó đâu có biết gái. Để coi coi. Trời ơi, con sư tử, con sư tử nó gái chào buổi sáng. Trời ơi, giờ này còn ngủ nữa. Em dậy. Dậy đi. Trời còn sớm mà dậy gì. Trời ơi, giờ này biết giờ nào chưa mà còn sớm. Tháo cái cục pin đồng hồ ra cho em đi. Em nghe gì không, con gà nói gái canh tư. Em ơi dậy đi, lo nồi cơm anh đi cài. Anh cài ruộng sâu hay ruộng cạn, anh cài ruộng dưới hay ruộng trên. Hôm qua đã cài, hôm nay cũng cài, sư đâu mà cài nổi. Em ơi hôm nay anh cài trên đất cô hai, anh đi cài thuê kiếm tiền mua tivi màu, để mình cùng nghe ca nhạc nè, rồi mình cùng thức coi cải lương. Anh cài làm sao, cài tới cài lui anh chết với tôi. Hả, em nói gì vậy?
ngoài làm sao á mà gãy cài của tôi là chết với tôi đó nghe. Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì em cứ yên tâm. Yên tâm sao được mà yên tâm. Đã bao năm dài chân lắm tay chơi lo việc cấy cày ngoài đồng sâu ruộng càng, anh đã quen rồi với vất vả gian nan, với mưa dầm nắng hạn nên kinh nghiệm làm nông cũng dày dặn vô cùng. Bà con khen anh cần mẫn siêng năng giỏi văn nhất dùng. Trời chưa sáng khi bao người còn ở trong mùng ngon giấc, anh đã dắt trâu ra đồng cày đất cho người ta. Cái chuyện gãy cày á, tôi cố ý nói gần nói xa, anh đừng có giả bộ thiệt thà đặng mà né tránh à. Xả lúa cày bừa anh rành hơn bất cứ một ai á, em đừng lo lắng u hoài, anh không để cày bị gãy. Em là cái gì? Em nói đại đi. Úp úp mở mở hoài anh không có hiểu đâu. Bữa nay anh cài trên đất cô hai phải không? Ừ, rồi sao? Cô hai quá chồng, chân diện dữ lắm đó. Cô nổi tiếng đó là sát trai. Vì vậy mà. Sao? Tôi đây hỏng yên trong nhà. Trời ơi. Sợ anh ham mê của là người ta xinh xắn như hoa. Là vợ chồng rồi bao năm chung sống, mình cận kề như hình với bóng, anh sẽ không đổi dạ tha lòng. Thôi đi ha, đàn ông mấy người á gặp phụ nữ là như mèo gặp mỡ gì đó. Thì đàn ông, nhưng mà anh không có vậy đâu. Thiệt không đó? Em ơi, anh nào đâu dám đeo bông. Bao năm tình nghĩa vợ chồng, tùy đổi nghèo những mái tranh đầm ấm. Anh đi lo cài đâm ruộng người ta, cái cài anh phải thiệt tha. Khi cài xong anh phải mau về nhà, anh phải mau về nhà với em đó nghe. Em ơi đừng lo, anh cài cùng với con trâu. Con trâu thiệt to bẻ cài, anh ban ào ào. Mặt trời vừa lên trên ngọn sao, anh đã về tới cho mà coi. Anh cài làm sao mà gãy cày tôi, anh chết với tôi. Trời ơi, nhéo gì mà đau thấu trời luôn ha. Em nhéo anh đau để nhắc nhở anh, đừng bao giờ thay lòng đổi dạ. Đừng bắt chước người ta học đòi bướm ông lơi là cho kêu ra. Em yên tâm, anh là người đàng hoàng đúng đắn, không bao giờ trắng gió lăng nhăng. Biết anh không phải là người thấy đó bỏ đăng, nhưng cô hai có làn da trắng ngần, nụ cười thì tỏa nắng. Kể cổ ai thấy cổ cũng đắm say ngơ ngẩn, nhưng anh vẫn một mực chung tình. Thiệt không đó? Thiệt mà. Trong mắt anh, bà xã của anh là số 1. Thôi đừng có vũ khí tôi nghe, tôi biết chứ bộ. Em biết cái gì? Tôi đây sanh đã 5 con, hình hài héo hon, nâu nhôn như hồi con gái mà anh khen hoài. Thì anh đây khuya sớm cấy cài, bàn tay chai hết trơn, đâu còn mơn mơn những thoáng tuổi mình đôi mươi. Nên anh chớ có khen tôi làm lòng tôi vui. Tim anh em là con
con gái mười phần vẹn mười. Kìa đôi môi nở tươi nụ cười, lòng anh vui xiết bao. Tôi vào trong bếp hâm cơm nóng cho chồng đi cày thuê. Em vậy vậy là không có nghi ngờ anh nữa em. Ồ, anh cứ cày bừa trên đất cô hai đi, nhưng cày xong là phải về ngay. Cà kê rê ngỗng là biết tay tôi đó nghe. Biết rồi, anh sẽ sớm về với em và đàn con trẻ trong mái nhà tranh nghe hạnh phúc đông đầy. Cài đồng sâu giữ câu son sắc cao trầu, tình chồng nghĩa vợ đến bạc đầu.